thì tôi đồng ý với bạn khi bạn cho rằng là có nhiều tư vấn viên bảo hiểm đã nghỉ việc sau một thời gian ngắn vào làm với công ty bảo hiểm. Thế nhưng theo tôi thì không phải là do họ không làm được vì thiếu khả năng, mà thực tế là do họ không chịu làm, không kiên trì hay không nỗ lực để mà làm. Thì công việc nào hay là bất cứ một nghề nghiệp nào cũng vậy thôi, nếu mà bạn không chịu làm ấy thì chẳng bao giờ có thể lâu dài được. Đó. Có nhiều lý do khiến tư vấn viên bảo hiểm nghỉ việc. Trong đó có một cái lý do rất quan trọng là do họ không vượt qua được cái tôi cá nhân của mình, tức là cái cảm giác ngại ngùng khi mà gặp người thân, người quen để mà chia sẻ, để mà nói chuyện về bảo hiểm nhân thọ. Thì tôi muốn bạn hãy tự hỏi chính bản thân mình xem là tại sao mình lại phải ngại. Bạn gặp gỡ khách hàng không phải để xin, cũng chẳng phải để vay, càng không phải bảo họ làm việc xấu, mà ngược lại là khích lệ họ làm việc tốt cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội, thì tại sao mình lại phải ngại ngùng? Tư vấn bảo hiểm là một nghề mà đã phát triển hơn 400 năm nay trên thế giới, và ở Việt Nam ấy, thì cũng đã được hơn 20 năm rồi, và chắc chắn là sẽ còn rất là lâu dài. Có nhiều anh chị tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ đã gắn bó với nghề và đang rất là thành công. Họ đã được Hiệp hội Bảo hiểm trao tặng kỷ niệm chương 5 năm, 10 năm, 15 năm hay là 20 năm vì đã gắn bó và đã cống hiến cho ngành bảo hiểm. Tôi muốn nói thêm với bạn ý này, người không chịu làm ấy thì đã tự nghỉ, còn những ai chăm chỉ thì vẫn rất thành công.